Thì Út quay cái kia video cái hồi sáng á, nó đầy, xong rồi Út phải tắt đi. Giờ Út quay tiếp cái phần 2 cho mọi người coi nha. Sau khi mà mình đã hoàn thành xong cái tờ cái bạc dài mà mình neo lên như thế này, trời ơi, làm xong trời mưa luôn. Hên dữ vậy. Đó, neo lên như thế này, cố định hai cái, một cái đầu kia, còn đầu dưới thì không cố định mọi người ha. Còn cái đầu ở trên này là mình cố định ok hết ha mọi người. Thì cái đầu, cái phần còn lại là mình đây. Có rất nhiều anh chị cô chú thắc mắc là không biết là cái đầu phần còn lại tại sao không thấy Út quay. Nhưng mà Út có quay, nhưng mọi người cứ nghĩ là phần còn lại là sẽ có cái gì, nhưng mà thực sự nó không có cái gì hết nha mọi người. Cái này ở đầu kia Út quay á, cái đầu cái tời kia có cái tay quay á, Út quay lên á thì nó sẽ lên hết luôn. Đầu này để không, không có gì hết mọi người ha. Chỉ có bỏ cái bạc vô đây xong rồi cố định nó lại giống vậy thôi, chứ nó không có dây hay là gì hết nha mọi người. Đây nè, đó, cố định nè, đây nè, Út cố định nó vô đây ha. Sau khi mọi người đã cố định vô đây á, cái bạc này á, khi mà nó gió nó lùa thì nó sẽ có xu hướng phập ra phập vô, phồng ra phồng vô. Thì để mọi người muốn giới hạn cho nó không có bị phồng nhưng mà bị gió đây mọi người nè, thì mọi người hàng cho Út cái hai cái này nè, cái kẹp nó cái bạc vô chính giữa, xong rồi giới hạn, thí dụ nó chỉ ra, nó chỉ thổi được có chừng 20 phân hay là 10 phân hay là 5 phân gì đó thôi, là nó không có phồng ra nữa, thì mọi người kẹp nó xuống ha. Đây nè, đó. Rồi cái phần đầu còn lại mình sẽ gắn dây cáp và gắn tời. Đây mọi người, ở đây ha, đây thì là gắn dây cáp gắn tời. Đây mọi người nè, cái này á, cái cây này á buộc phải cố định xuống đất một cái phần dây cáp nè. Cái cây này thì không cố định nha bà con, cái cây phi 42 thì để im, nhưng mà cái phần dây cáp này phải có một đầu cố định dưới đất để cho nó không có bị chạy á. Để khi mà mình kéo cái bên này nó kéo nó lên thì cái dây này nó nhả ra, thì để cái này nhả ra thì nó phải cố định thì nó mới nhả được, chứ nó không đi ra. Đi ra con. Con Seven nó cứ buông thôi. Cái này mọi người nó lớn rồi đó. Đây thì đây mọi người, sau khi mà mọi người có một cái điểm để cố định đây rồi ha, mọi người có thể lấy cây hay gì cũng được. Còn cái cây phi 42 mọi người lấy cái mũi hàng đục cho nó cháy, hoặc là mũi khoan gì đó đục cho nó cháy từ bên này xuyên qua bên này luôn, nó lủng qua. Sau đó ha, cái bạc này bà con, cái bạc này của Út nha, nó cao, cái phần mà Út muốn che là nó 3 mét, thì Út sẽ luồn cái dây cáp vô đây, luồn dây cáp qua cái lỗ này, trừa lại 3,5 mét. 3 mét thì mọi người cộng thêm 5 mét để mọi người nối đất, ví dụ dài hơn thì mọi người trừ dài hơn, nhưng mà 3 mét là phải cuốn vô đây nè. Sau đó là cái phần còn dư là mọi người nối đất, thì mọi người luồn cái đầu 3 mét qua đây trước, 3,5 mét ha, 3,5 mét qua đây. Còn cái phần còn lại là 3 mét nữa nha, cộng thêm cái phần chiều dài mà bà con muốn nối, muốn để cái tay quay ở đâu thì mọi người để, như Út là Út để ở đó kia đó, thêm 5 mét nữa thì Út sẽ để cái tay quay ở đó, Út quay lên. Thì cái sợi dây cáp này mọi người hãy mua dùm Út là tính làm sao, tính là từ cái nền lên tới cái bạc á 3 mét, thì mọi người lấy 3 mét cộng 3 mét là 6 mét, cộng với cái chiều dài mọi người muốn đặt cái tời ha. Cái tời đâu rồi, tời anh Út đang cầm sao đó, đặt cái tời ở đó thì nó là của Út là 3,3 cộng với là 5 mét, thì nó là 6 mét cộng 5 mét là 11 mét. Thì Út sẽ đi sợi dây cáp to 11 mét, bọc nhựa nha mọi người, chứ không có bọc á thì nó quấn, nó rít lắm. Đây còn cái tờ này mọi người có thể đặt đâu miễn sao tiện là được, như Út thì Út đặt ở đây cho ở cái góc này. Còn thí dụ mà mọi người mà muốn đặt ở xéo bên kia cũng được luôn, miễn sao mọi người để trên cho nó thoải mái thuận tiện bà con mình là được ha. Đây đó, đây nè, sau khi mọi người luồn cái dây này qua, luồn, mọi người luồn qua nha, luồn qua để một đầu 3,5 mét ở đây, còn cái phần còn lại là 3,5 là 8 mét, 8 mét với trừa dư ra là nửa mét nữa là 8,5 mét ở bên này đấy ha, 8,5 mét bên này, còn bên này là 3,5 mét. Luồn cái dây qua cái dây cáp lên, mọi người luồn qua cái lỗ, xong rồi mọi người lấy cái khóa cáp, mọi người thấy đây không,
cái khóa cáp cố định nó lại thôi, vặn ốc cố định nó lại. Hoặc là nếu mọi người làm mất cái khóa cáp này rồi thì mọi người có thể là lấy cái sắt, cái kẽm mà phải dày nha, để cố định nó lại luôn nha. Còn cái khóa cáp này thì nó bằng gang, nó quá chắc rồi. Còn nếu không có thì dùng dây kẽm gì cột lại, và phải cột chắc nha. Sau khi cột rồi thì mọi người quấn nè, quấn ngược bên này, quấn ngược qua, mọi người thấy không? Đây cái cáp nè, quấn qua đây, quấn vòng qua đây. Cái điểm kết thúc là nó phải như thế này mọi người nha. Nếu mọi người quấn ngược là nó không lên được đâu nha. Điểm kết thúc nó phải quấn qua dày rồi quấn xuống đây, nối xuống đây, nối xuống cái cây này nè. Cái cây này mọi người cũng phải cố định cái cáp này vô cái cây bằng cái khóa cáp. Còn không thì mọi người lấy dây kẽm mà người cuột thịt chắc ha. Đó, sau khi mọi người cuốn thì được bên này. Còn cái đầu bên kia, cái đầu bên này còn lại, mọi người quấn ngược lại. Hồi nãy là uống quấn ngược vô đây đúng không? Quấn ngược vô đây, giờ uống quấn ngược vô bên này. Đấy, ngược vô bên này ha. Quấn hết bên này, quấn hết cái đoạn mà 3 mét. Mọi người phải đánh dấu nha. Ví dụ bên này 3 mét mọi người quấn vô rồi, cái phần còn dư là phải nối đất. Còn bên này là tới 3 mét cộng với là 4 út vô đó, chỗ tay quay là 4 mét thì là 7 mét. 7 mét thì mọi người quấn vô đây 3 mét thôi, đánh dấu 3 mét tới đâu mọi người quấn chỉ 3 mét vô đây thôi. Sau đó là mọi người cái dây này nè, cái dây này mọi người thấy không? Đó. Đấy, mọi người quấn cho nó đẹp nha. Nè. Đó. Người quấn thấy, mọi người thấy quấn không? Đó. Quấn cái dây này nó lại quay lên trên. Cái dây này thì nó quay xuống dưới, còn cái dây này quay lên trên, để khi cái quay này mình quay cái tời lên á, mình quấn cái tời lên á thì cái dây này nó nhả ra. Còn cái này thì nó quấn lên thì nó sẽ kéo cái tời lên ha. Đây, cái dây này đi lên đây. Qua cái rồng rọc, mọi người thấy cái rồng rọc không? Cái rồng rọc này mọi người bắn ốc hoặc là hàng cố định vô cái thanh sắt ở trên, mà phải chắc nha mọi người. Sau đó mọi người luồn cái dây qua cái bánh răng thôi, không có cái gì cố định vô cái bánh răng hết á. Cái bánh răng đó nó chỉ, cái rồng rọc này nó chỉ để giống như giúp mình giảm tải thôi, nó đỡ phải nặng cái tay quay á. Luồn qua rồi bỏ qua đây thôi. Đó, hàng vô đây nè mọi người. Đang hàng vô đây. Đó. Chấm vô. Rồi bắt đầu sợi dây cáp vô, quấn dây cáp vô, cũng quấn vô. Đó, quấn dây cáp. Mọi người ở cái chỗ này thì mọi người phải có một cái bát á để giữ lại cái tay quay của mình ha. Mình phải quấn cái tay quay vô. Đây, bỏ cái tay quay vô thôi. Nếu mọi người coi video mà muốn quan tâm tới những video ở trại Úc thì nhấn vào nút đăng ký để có thể ủng hộ tinh thần Úc, cũng như là để lại bình luận bên dưới. Nếu mọi người không hiểu đoạn nào thì Úc sẽ trả lời cho bà con mình có thể làm được cái tờ này ha. Sẽ mời mọi người không phải cột vô cái trục này trước. Đầu qua 4 vòng. Đầu vô là lĩnh. Khóa lại luôn hả? Vậy luôn hả? Lòn vô là nó tự dính luôn à? Ê mọi người, cái này mọi người phải để nó xéo xéo song song với cái sợi dây nha. Còn cái này của Úc đang hàng nó hơi bị vuông góc qua, cho nên nó lên hơi nặng. Khi mọi người luồn cái dây cáp qua đây thì mọi người nhét vô đây mấy cái lỗ này mọi người. Đây này bà con, nhét vô mấy cái lỗ này nó tự khóa lại nha. Là nó tự, nó không có tuột ra được. Xong rồi mình sẽ quay lên thôi, quay đi anh Sóc. Này quay nè mọi người, nhẹ nhàng lắm. Đó, quay thì nó sẽ quấn cái sợi cáp vô cái trục này. Đây bà con, cho mọi người coi nha. Đấy, thấy chưa? Xong rồi đó. Út đang xịt chuồng heo cho nên là nó vướng. Từ từ em ra ngoài. Đây. Đây mọi người, quấn cái bạc lên ha. Đấy, quay lên quấn cái bạc lên. Đó, cái này bị cái này nó bị siết ở đây nè. Đó, kéo lên là nó lên rồi đó bà con. Rồi khi mình thả xuống. Đấy. Này để Út chỉnh lại. Hồi nãy quên. Cái này phải dời ra kia chứ, vướng cái cửa mà. Dời về đó. Dây chéo của mình nó vẫn quay được. Nhưng mà ý là mình dời về thử coi, cho nên nó vướng ngay cái cửa mọi người. Út quên để ý cái cửa lùa. Mọi người làm để ý ha. Đây nè. Đó.
là về cái cửa chứ không thôi là nó cắt đôi cái cửa ra đó đó bà con. Anh thả xuống lại đi. À đó mọi người thả xuống nè. Đúng rồi, do mình chưa hàng đó mọi người, hồi nãy cũng nói làm cái giới hạn á, nó vướng cái lưới B40 nè. Đó mọi người phải làm một cái giới hạn, nghĩa là ở trong này kẹp một cái thanh sắt rồi thả xuống đi, từ từ xuống. A à, rách. Tại vì Út làm cái lưới B40 mọi người nó vướng. Hả? Bả đằng kia luôn phải không? Thả lưới B40 ở trên này Út không có kẹp sắt đâu mọi người, nó bung ra. Đây nè. Đó. Đấy. Lên lại chút xíu đi. Lên lại. Rồi xuống đi. Đó. Giờ Út phải giới hạn nó nằm ở trong cái khung sắt á để nó chạy xuống thôi mọi người. Rồi xong rồi ha. Đấy. Thả là nó xuống thôi. 15 mét nha mọi người, cái tờ này nó dài 15 mét lận á. Đó. Bởi vậy hồi sáng Út nói. Út nói bà con mình là phải gì ta? Phải cột đều vậy đó, đều từng cái mí dưới này nè, chứ không thôi là khi mà mình lên mọi người thấy nó hơi bị căng rồi cái đoạn này không. Đó, rồi vừa làm xong là trời mưa luôn mọi người, thì để Út kêu anh Út chỉnh lại, lúc anh Út hàng cái đó Út cũng không có để ý, nhưng mà cái này cái cửa ra vô của Út để di chuyển heo rồi mà đâu có để vậy được, phải dời cái dây cáp xịt qua một bên. Thì đó Út cố gắng Út quay lại cho mọi người coi, chứ ông anh Út cũng làm nhanh lắm. Út cố gắng Út quay đó mọi người, nếu mọi người mà quan tâm tới những video Út chia sẻ thì nhấn vào nút đăng ký để có thể gặp lại Út ở những video sau nha. À, và đồng thời nếu mọi người có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới ha. Đừng quên cho Út một like để có thêm nhiều động lực để ra video cho bà con xem mỗi ngày nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người nha.